Vâng, mình chào bạn. Hôm nay bonsai đi vượng lại xuống thăm vườn của anh Trần Hiệp để tham quan mô hình cây cảnh và giới thiệu với bà con những cái sản phẩm ở đây với một cái giá rất hợp lý, ưu ái để cho anh em có thể ít tiền mà vẫn có thể sưu tầm được những cây đẹp ưng ý để chơi. Đây, ví dụ như chiếc ống kính của bonsai đi vượng là một cây xanh này. Đây, các quý vị sẽ cứ nhìn cái bông bóng và cái bông tán của cây đi. Quan sát. Đấy, họ làm tay cảnh rất đẹp, sắp xếp về bông tán trung trung điệp điệp, rất phiêu. Đấy, giờ chúng ta sẽ đi gần gần lại để quan sát đây. Về thân pháp nhá, đường chạy nhá. Bây giờ các bạn nên nhớ thôi thì tiền nào của đấy, rẻ là rẻ so với cái giá trị của cái tác phẩm này. Chứ không phải là đi so sánh với cây hàng này. Nhiều tỷ thì nó rất là vô cùng, không thể so sánh được. Nhưng đấy, với đây cái này hình như bao nhiêu anh nhỉ? Cái này là bao nhiêu em? Cái này là 50 triệu ạ. À đấy, cái giá có 50 triệu. Đang... Có nhầm không? 50 triệu ạ. À, đấy, không nhầm giá đâu các bạn nhé, chỉ có 50 triệu. Đó. Về cách làm bông tán thì quá đẹp rồi. Tay cảnh to. Đấy, cho nên là các bạn nhiều khi cứ đi so sánh cây cối, không thể so sánh được. Nhiều khi cứ bảo giống 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 nhau như đây. Có 50 triệu đấy quý vị này. Các bạn cứ so sánh với cây tiên tỷ làm gì. Nhiều khi bảo cây tiên tỷ của tôi cũng giống giống như thế này thì đây đây, chỉ có 50 triệu rồi. Đừng có đi so sánh. Giá nào, tiền nào của đấy, thực tế luôn. Đây là mục sở thị này. Nào giờ các bạn sang mặt bên kia quay. Đây những con tử. Đấy, vì ngon bộ rễ này đẹp như thế này thì bonsai đi vượng này phải quay kỹ cho các bạn cả hai mặt, mặt trước mặt sau đây. À hôm nay lại có một cái cây thị này. Rất nhiều người yêu thích chơi cây thị này. Dòng hoa ăn quả. Cái thị 15 triệu. 15 triệu cả chậu. Bao ship rồi chứ. Lại bao ship này, cái chậu này cũng là đáng mấy trăm ngàn. Mấy triệu thì mấy trăm. Hả? Mấy triệu cái chậu này à? À đấy, cái chậu này đã mấy triệu rồi. Chậu Đồng Nai xịn này. Đưa chú triệu rưỡi chú mua hộ cái nhá. À thế à. Đấy, úi giời, cái chậu là nhiều tiền đấy quý vị ạ. Một cái thị như thế này, giá bao nhiêu nhỉ? Giá là 15 triệu. 15 triệu. Đấy. Phình phình lên rất lạ. Đường chạy có lắc đẹp đấy. Tiếp tục lại một hàng siêu rẻ nữa. Một cây xanh rất già. Cái này thì nó là chất liệu xanh quê quý vị nhé. Giờ xanh quê thì anh em nhiều người chơi đang thích quay trở lại rồi. Với cái giá cái này có 3 triệu đúng không? Vâng, 3 triệu anh. 3 triệu. Vâng. Anh em cứ đi tìm đâu xa xôi. Chỉ với cái 3 triệu đồng đã có cây chơi rồi. Ship về tận nhà cho quý vị. Đó, già nhá, đừng nói cái này không già. Cái này già mà. Già lắm. Già đấy. Thân pháp ôi giời, này. Khô gai hết. Chỉ 3 triệu. Vâng. Giá vừa đẹp vừa rẻ. Hôm nay em với Bao lại có chương trình giảm giá. À, lại chương trình giảm giá đặc biệt đúng không? Đặc biệt. Siêu khuyến mại. Tiếp tục đây là một cây xanh chất liệu xanh Nam Điền. Cây này trực ba vai, kiểu như dáng của cây ngai vàng này. Đây là kiểu dáng nhé, chứ không phải là so sánh với cây ngai vàng quý vị nhé. Nó là kiểu dáng, trực ba vai đấy. Đấy, bông bóng thì họ làm hoàn thiện xong hết rồi. Chi dám đầy đủ. Về quý vị cứ sẵn chơi thôi. Những cái này có nhiêu tiền không người đẹp nhỉ? Giá bao nhiêu đây? Giá có 28 triệu đây. Ồ, 28 triệu thế à? 28 triệu. À. Đó, lại chỉ có 28 triệu rồi. Hôm nay lại chương trình khuyến mại đặc biệt. Cái này nó lạc thân, thành là nó đang lên nhiều cành thử, nó đang nu gai hết lên rồi. Đây, cho anh em làm ở không gian lớn mà chơi đồ lớn đây.
một cây sành quá to. Đấy, thì phục vụ cho tất cả những anh em nào mà không gian nhỏ cũng có, mà không gian lớn cũng có. Đây là một những cái cây mà phải nói là không gian rất to đấy. Đấy, khi có người đứng vào thì quý vị sẽ nhận ra cái độ to cao của cây đây. Đấy, người đứng cạnh đây. Mà cây đã hoàn thiện nhá, sắp xếp bong bóng đẹp nhá. Nếu báo giá ra thì có lẽ là quý vị sẽ giật mình. Đây này giá 90 triệu anh ạ. Đấy, có 90 triệu thì quý vị ạ. Mà cái chất liệu xanh Nam Điền. Hoàn thiện sẵn chơi. Không những thế mà họ còn cổ về tận sân cho quý vị chơi luôn. Bao ship luôn. 90 triệu là các bạn chỉ cần một cuộc điện thoại là đặt vào sân nhà quý vị. Sẵn chơi luôn rồi. Đấy, bong bóng đường chạy thần pháp đẹp chưa? À, hôm nay lại giảm giá đây. Hôm nay là chương trình giảm giá anh Vương ạ. Hôm trước là cây này 4 triệu đây này. Hôm nay giảm một bớt 1 triệu. Vâng, bớt 1 triệu có 3 triệu. Đúng rồi. Bà con nào mà ưng hôm nay thì chốt ngay. Ngon bổ rẻ như thế này. Vâng. Cơ hội vàng cho anh em hôm nay. Vâng. Đúng là đợt được vào đợt giảm giá đấy. Còn mọi khi xuống báo giá cái này là 4 triệu đấy. Vâng. Riêng hôm nay chỉ có 3 triệu. 3 triệu. Anh em xem được cái phải chốt ngay. Vâng. Không phải qua cái cơ giảm giá là lại hết cơ hội này. Hôm nay có một cây tường vi này. Đấy, những cây tường vi hôm nay thì đang rực hoa này quý vị nhé. Đó. Cây này mày giảm giá hả anh? Tường vi rất nhiều hoa. Một cây dáng phong tranh, tông cao. Cho quý vị kê vào các hiên nhà. Không gian sân vườn. Cả cây cả chậu này có 10 triệu đúng không? 10 triệu cái tường vi này. Giảm mấy triệu rồi đấy bác Phương ạ. À, đây hoa này quý vị này, ngắm đào mùa hè. Rực rỡ hoa chưa? Nhìn nó hoa mấy tháng rồi mới hết. Ôi, nguyệt quế thì hoa thơm lắm. Tối đến nó ngào ngạt. Đấy, một nguyệt quế cây bonsai như thế này. Về quý vị vừa chơi nằm cảnh đẹp lại vừa hương thơm. Hôm nay cái này giá còn bao nhiêu? 5 triệu. Chỉ 5 triệu thôi. Vâng. Đấy, cả cây cả chậu. Vâng. Bao ship với tận nhà chỉ có 5 triệu. Mà cây đang sẵn nụ sẵn hoa rồi. Quý vị hôm nay mà chốt được thì tối nay về được hưởng cái hương thơm luôn. Nguyệt quế đang ra hoa thơm lắm này. Rồi, tiếp theo quý vị tới một cái xanh, chất liệu xanh Nam Điền. Cây này bà con đang báo 18 triệu. 18 triệu. Đấy. Đứng về chỗ in nước thì đứng đằng trước này là ướt. Rồi, một cây cây xanh mà nó có cành phóng ghê không? Đấy, quý vị tham quan cái cây này nó có cái cành phóng dài nó khiếp. Rất to và giờ nhìn nó phiêu. To như thế này mà 90 triệu. À, cái này là chất liệu xanh quê đấy. Đâu, đây là... xanh quê lá nhỏ. Cái giá này là giá sản xuất của bà con. Vâng, vâng. Xanh quê giờ đang lên ngôi mà quý vị mà chơi những cây này thì là rất đảm bảo. 90 triệu, cây to như thế này, cả cây cả chậu. Tàn bay từ điểm này đến điểm kia là 4 mét. 4 mét cái chiêu này anh. 4 mét thế này không gian nhà quý vị nào phải thật rộng. Tức là họ đã đo rồi đúng không? Đã đo là 4 mét chiều cao là có một đôi nha, chú Đình Phượng nha. Một đôi phải không? Tí em quay luôn cái đôi này để cho các anh em đại gia nào mà có đúng cái không gian sân vườn họ cho vào nha, hai cây cho hai bên có cái cành phóng. Lùa nó vào bên trong ấy, để mượn cái tay nó đỡ. Đấy, cái... chiều cao 24 tàn bay rộng 4 mét. Và nó là hàng là cũng độc lạ này. Có cái cành phóng ghê gớm. Một đôi là còn cây nào anh nhỉ? Cây tí quay sau quay một cây này sẽ ra một đôi. À đây à. Nó như nhau bằng 1/9 1/10 thôi. À. Đây giới thiệu thì một đôi luôn quý vị ạ.
cho quý vị tham quan cùng một đôi đây. Đấy, cây lại là cây trước, cái này cây thứ hai đây. Cái này tán là 38 anh em nhé. Cái này thì ngắn hơn cái kia một chút xíu, là 38, cái kia là 4 mét đúng không? Chiều cao thấp hơn một chút xíu. Vâng. 2m3. À, nhưng cái này thân pháp lại rõ ràng đẹp đúng không? Một chực một hoành. Đây các bạn nhìn này. Này rất đẹp. Cái lá xanh quê, nhưng mà nó là trong những cái lá nó đẹp nhất của dòng xanh quê. Cái là chất liệu lá đẹp. Quá đẹp. Đây cho quý vị tham quan cái chất liệu lá này. Này các bạn này. Nhìn cái lộc này nó có phải như lá móng hay không các bạn? Đấy, kể cả cái màu trắng này nó như Nam Điền luôn này. Đúng rồi. Chất liệu lá đẹp quá. Đây là bông dầm dây đặc. Xong xoàng. Này cái thân pháp to này, này này. Đấy, quý vị nhìn cái thân nó ghê không? Chứ không phải bé đâu nhá. Một cặp này là bà con đang nhờ báo giúp bà con là 180 triệu nhé. 90 triệu một cây. Một đôi là 180 triệu. Tán là 3m8. Chiều cao là 2m4. Đo kiểm tra lại. Chiều cao đấy là 2m3. Chiều cao hơn. Nó xem nhau. Đúng không? Nó xem nhau. Đúng rồi, 2m3. Ờ, 2m3 xem nhau. Một đôi, quý vị mà có cái không gian mà kê vào cho vào cành phóng nó cho vào hai bên là quá đẹp. Okay. Rồi bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video ở đây. Quý vị cứ yêu thích cây nào thì cứ điện trực tiếp với số điện thoại trên màn hình quý vị nhé.